Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình 10 phút cảnh báo được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, dịp cuối năm thì nhu cầu tái đàn gia súc và gia cầm để phục vụ thị trường Tết tăng cao, đây cũng là thời điểm mà nhiều loại dịch bệnh phát sinh và lây lan trên đàn vật nuôi, điển hình phải kể đến là dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm. Như chúng tôi đã thông tin trong các chương trình 10 phút cảnh báo trước thì dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi lợn. Một trong những địa phương đang bị ảnh hưởng lớn bởi dịch tả lợn châu Phi là tỉnh Nghệ An. Từ tháng 9 năm 2023, dịch tả lợn châu Phi tại đây đã bùng phát trở lại nên lây lan trên diện rộng. Thống kê trên toàn tỉnh Nghệ An đang có 116 ổ dịch tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ của 17 huyện, thành phố chưa qua 21 ngày. Mới đây bốn con lợn nái của gia đình ông Lê Hữu Viện xuất hiện mần đỏ, bỏ ăn rồi chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Buộc gia đình phải tiêu hủy toàn bộ 21 con lợn, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Gia đình thì cũng là làm nông, làm ao, chăn nuôi nhưng mà đến bây giờ là coi như là cùng kiệt quệ đi là không còn cái gì ra để mà trang trại nữa. Xã Minh Thành, huyện Yên Thành xuất hiện ổ dịch đầu tiên vào ngày 16 tháng 11. Chỉ trong thời gian ngắn, dịch bệnh đã lây lan nhanh chóng tại 13 hộ chăn nuôi. Số lợn chết đã được chính quyền tiêu hủy. Những con còn sống đang được người dân tích cực điều trị, nhưng cơ hội sống sót là rất mong manh. vừa rồi nó thiệt hại mất 13 con, thì còn lại 16 con thì đứng chờ để mỏng làm sao là có cái, cái cái, cái, cái gì để mà cự vượt nó thì đỡ thiệt hại cho gia đình. Dịch tả lợn châu Phi tại Nghệ An chỉ xuất hiện ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nguyên nhân là do điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học, mầm bệnh tồn lưu trong môi trường. Sau thời gian mưa lụt, mầm bệnh phát tán rộng. Đặc biệt việc người dân vứt xác lợn chết xuống các tuyến kênh mương đang khiến mầm bệnh dễ dàng lây lan và khó kiểm soát. Tiểu hủy lợn cũng đúng quy định, lợn chết thì không được thu gom và tiểu hủy và vứt ra môi trường thì đấy là cũng trong một trong những cái nguyên nhân À, có thể là làm phát tán cái dịch bệnh và làm nguy cơ cái lây lan dịch bệnh. Thì, uh, ủy ban tỉnh đã ban hành cái chỉ thị số 35 để hôm nay á là các địa phương đã vô cuộc quyết liệt và đã xử lý kịp thời báo cáo giám sát kịp thời và các ổ dịch hầu như là nó cứ rải rác lẻ tẻ chứ không phát sinh ra các cái trang trại lớn. Đến nay tỉnh Nghệ An đã tiêm phòng gần 1.000 liều vaccine phòng dịch tả lợn châu phi tại 4 huyện. Dù nằm trong vùng dịch nhưng số lợn được tiêm phòng vẫn khỏe mạnh. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống bệnh dịch, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi trong thời gian tới. Dịch tả lợn Châu Phi đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều địa phương, đặc biệt là những nơi có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Dù vậy, khi nhắc đến tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi thì người chăn nuôi lại không mặn mà. Thực tế, thì vaccine dịch tả lợn châu Phi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt và đưa vào tiêm thương mại gần nửa năm nay. Thế nhưng số lượng hộ chăn nuôi sử dụng vẫn rất nhỏ giọt trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh trở lại. Ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang, nơi có số lượng các trang trại chăn nuôi tương đối lớn. Trên khu đất đồi rộng khoảng 3 hectare, Ông Dương Minh Hải đang nuôi 60 lợn nái và khoảng 600 lợn thịt. Trước thông tin nhiều nơi bùng phát dịch tả lợn châu phi, ông Hải vô cùng lo lắng. Đối với ông, phương châm hàng đầu bây giờ là thực hiện đúng biện pháp an toàn sinh học, phòng tránh bệnh từ xa, phun định kỳ thuốc sát trùng và rác vôi bột khử khuẩn. Mấy năm nay là cái bệnh dịch tả châu phi là nặng nề nhất, là đối với bà con là bây giờ vẫn đang khó chữa trại nào mà không may mà dính vào thì thiệt hại lớn và khó có khôi phục mà khôi phục lại để chăn nuôi lại được tái đàn cũng lâu không như các loại bệnh khác châu phi đã đã có à, chắc... khi được hỏi lý do vì sao chưa sử dụng vaccine dịch tả lợn châu phi ông Hải bày tỏ sự ngần ngại và e dè tôi là tôi vẫn sợ tôi chưa dám tiêm chưa biết ổn không đợi cho mấy anh em các trại bạn vào nếu mà ổn định qua tầm độ uh, hai chục ngày đổ đi mà không tiêm vào mà không nổ thì gia đình tôi cũng làm vaccine. Thực sự là cái số lượng đầu lợn của nhà mình nó cũng không nhiều nhưng cũng như không phải là ít. Thế nên là đưa vào cũng không không dám thí nghiệm. Và ví dụ như mà người ta có vài chục con hay nó tách được có khu nào đấy thì tiêm thử thì được. Từng bị dịch tả lợn châu Phi càn quét cả trang trại hơn 300 con vào 2 năm trước, anh Thành giờ đây phải vay mượn khắp nơi để tái đàn. Với anh, hơn 100 con lợn trong trại không những là vốn liếng mà còn là cả niềm hy vọng. Nhưng cũng giống như nhiều người chăn nuôi khác, anh Thành vẫn chưa dám sử dụng vắc dịch tả lợn Châu Phi cho đàn lợn của gia đình. Chúng tôi chỉ là phòng bệnh được bên ngoài thôi, còn nếu mà cấy vắc vào người con lợn thì chúng tôi cũng chưa dám, bởi vì là cũng chưa khẳng định được là nó có có có, có tốt hay hay không. Ấy. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thú y, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép lưu hành vaccine dịch tả lợn châu Phi đồng nghĩa vaccine đã mang lại hiệu quả phòng bệnh. Tuy nhiên vấn đề là tiêm như thế nào, thời gian tiêm ra sao, tiêm cho những loại lợn nào phù hợp để tránh phản tác dụng, mang đến hiệu quả cao thì người nuôi lại chưa rõ. Điều này dẫn đến tâm lý không tin tưởng vào vaccine, lo sợ tiền mất tật mang. Bên cạnh dịch tả lợn châu Phi thì thời gian gần đây dịch cúm trên gia cầm cũng đang xảy ra giải rác tại nhiều địa phương. Trong khi đó thì nhu cầu vận chuyển buôn bán gia súc gia cầm cuối năm lại tăng cao nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn. Trước thực trạng đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có khuyến cáo cho người dân và các địa phương để bảo vệ đàn vật nuôi dịp cuối năm. Nhằm ngăn chặn đàn lây lan dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo người dân cần tiêm phòng vaccine, chăn nuôi tập trung an toàn sinh học để kiểm soát dịch bệnh, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác giám sát ngay từ cơ sở ngay lúc này cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch chậm báo cáo dịch bệnh bán chạy động vật nghi mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh các cơ quan chức năng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và chính quyền địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh đấu tranh ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc gia cầm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thành lập các đoàn công tác đến các địa phương trọng điểm về chăn nuôi, dịch bệnh để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật thời điểm trong và sau Tết Nguyên Đán giáp thìn. Thời tiết mưa nắng nóng lạnh thất thường trong giai đoạn giao mùa hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát sinh, lây lan, sức đề kháng của đàn vật nuôi giảm. Trước nguy cơ bệnh cúm gia cầm bùng phát và lây lan, người chăn nuôi đã chủ động những biện pháp phòng bệnh cho đàn gia cầm trong giai đoạn giao mùa. Ghi nhận tại tỉnh bạc liêu. Với kinh nghiệm chăn nuôi vịt lấy trứng nhiều năm qua, theo ông Triều, những ngày thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, ông rất chú trọng bổ sung các loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng và vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi, ngăn chặn mầm bệnh đồng thời chủ động che chắn chuồng trại, tránh gió lùa, giữ ấm cho đàn vật nuôi. Ngoài ra để bảo vệ đàn vịt của gia đình, ngay khi bắt về nuôi, gia đình ông đều tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ cho đàn cho tiêm đầy đủ làng hoàng tiêm phòng cho đầy đủ cho ba đẻ trứng rồi bán cho bà con cô bác ăn cũng khỏi sợ bị bệnh hoạn ở xã đâu cấp thuốc trùng thì cũng vô bệnh xịt mũi rồi xịt xung quanh chuồng vậy đó. tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các ngành chuyên môn là những giải pháp bắt buộc đang được người chăn nuôi thực hiện nhằm bảo vệ an toàn đàn gia súc gia cầm trong điều kiện thời tiết gió mùa bên cạnh đó ngành chăn nuôi thú y địa phương xác định chủ động thực hiện các giải pháp phòng bệnh trên đàn vật nuôi nhằm góp phần ổn định phát triển bảo vệ tài sản cho người dân. Trạm chăn nuôi và thú y cũng chủ động nhất là tuyên truyền cho bà con về cái công tác mà chăn nuôi an toàn sinh học, nghĩa là phòng bệnh. Là trước khi mình bắt vật nuôi về nuôi thì cũng có tiêu độc sát trùng chuồng trại, rồi khi mà bắt vật nuôi về nuôi thì mình có tiêm phòng đầy đủ theo quy trình khuyến cáo của ngành chăn nuôi và thú y. Để chủ động công tác phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi và đặc biệt là công tác tái đàn phục vụ Tết Nguyên đán, các giải pháp như tiến hành phun hóa chất ở các khu vực chuồng trại chăn nuôi, phối hợp với các địa phương, ra soát, tổ chức tiêm bổ sung vaccine, phòng các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh cúm da cầm, đã được các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian này. Ngoài ra theo khuyến cáo, người chăn nuôi cần áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, khi tái đàn cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo hiệu quả trong chăn nuôi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 10 phút cảnh báo của chúng tôi ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.